Phần clip giao thông của Chào Buổi Sáng lúc nào cũng thu hút đông lượt người xem bởi những tình huống mà chúng tôi lựa chọn luôn có tính cảnh báo cao để mỗi chuyến hành trình của quý vị là một chuyến đi an toàn. Lái xe ô tô trong trời mưa đã nguy hiểm do tầm nhìn của người lái xe bị hạn chế. Vậy mà còn lái xe ô tô bằng chân khi trời đang mưa thì quý vị có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Clip tình huống sau đây được đăng tải trên trang mạng Facebook Hội Lái Xe chắc chắn sẽ khiến nhiều người xem phải bức xúc vì sự coi thường tính mạng của chính bản thân lái xe và những người cùng tham gia giao thông. Lái xe ô tô bằng chân và đi trong trời mưa. Rất may, không có va chạm xảy ra. Nhưng hành động này bị nhiều người lên án gay gắt bởi sự thiếu ý thức của người lái xe. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng việc đào tạo cấp bằng lái xe đang có một lỗ hổng lớn. Đó là thiếu phần đào tạo về ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp cho người lái xe. Có những đoạn clip như thế này cũng đồng nghĩa với việc văn hóa giao thông đang xuống cấp tới mức báo động. Và không ít ý kiến cho rằng, với thực trạng đào tạo và cấp bằng lái xe như hiện nay, thì phải chăng xe điên là hiện tượng tất yếu trong bức tranh văn hóa giao thông hỗn độn như hiện nay?